Thấy stream chưa? Rồi, stream đó. Rồi, ước. Đúng chi? Lâu 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 Nghe 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 lâu hả? Này chào mấy chú mày mày kia hả? Hả? Vậy gì hả? Cũng nói qua con kia này đủ không? Nói lần cũng nghe. Nói gì cũng nghe vậy. Có tiếng súng thì khó nghe lắm. Qua kia con đi. Có hả? Rồi mấy sệt con đi má, tiếng súng đồ khó nghe lắm. Khó nghe nó. Súng đâu vậy? Đi đâu, đi đâu? Ôi mấy sệt con đi. Đồ má, khó nghe quá. Phi đò rồi. Xuống nó quất nhau rồi. Ăn lộn như vậy. Nó giật giật làm sao nè. Dạ 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 bốn con nấp 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 lộn chết hả? Xong má anh nói đạn kinh quá.
Đâu gì nghe không? Nghe bà tao chứ không lướt đồ, chưa ai lướt nè. Mày biết nè. Được, không chắc vậy. Mấy qua đây cho mày kích nè. Cho mày kích đi. Hả? Nếu súng thôi. Anh liền kia. Nãy em né, nãy cứu anh là em né đạn của thằng kia. Em né như đuôi má, nhảy em né ghê hồi. Má nãy tao thằng hai gì. Ghê hơn. Ờ, cứu anh về, cứu anh về. Sáu mươi nghe chuyện, 60 chậm xăng, có hai thằng. Ờ, tao biết mà. Thấy em. Được, đủ quá, nó chặn đường, thấy em rồi. Thấy chỗ này nè, đi qua đây. Đồ má hang nó chạy. Đồ má hang nó chạy kế bên em luôn nè. Cầm căn hai này nha. Dạ, rồi xong em rồi. Trùng quá hai thằng luôn rồi. Ba thằng luôn rồi. Bậy quá, còn thằng nhập ở tầng luôn nữa. Bắn nhau. Kìa nước sao thường rồi, nước sao thường rồi. Anh cứu bộ, anh cứu bộ. No fair, you fucking rapper. No fair. Những cái rap tao không biết đi. Gì ba? Kẻ đứng thấy tường nấp nấp luôn. Ok, thì chạy ra chạy rồi. Má thằng này đứng mức độ quá vậy. Có sạch ganh hả? Chạy rồi. Còn thằng nhà nữa hả? Kìa, cái nhà trên lầu 2 rồi. Nhà bà tặng có một thằng á. Hồi nãy chẳng đứng chỗ em mới vừa bị đứng bắn em mà chứ. Chỗ em chết đó. Hậu xanh nha. No fan fucking rap. Ugh.
mày coi nha. Chứ hay bị gì à? Gì ở trong vô bấm gần để ép gì không con lái? Chủ tao bị gì rồi? Máy được. Bấm space rồi. Những game được. Bấm space đi. Bấm 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 cái dấu space em, bấm cái nút space. Máy nổi. Bấm space gái, bấm space gái thử ơi. Được rồi. Chưa. Vô ông đắp luôn hả? Lại vậy luôn hả? Kìa. Okay. Má chơi chơi làm nhẫn giả mà má không có súng mua đạn mà. Trong mình đêm anh là ninja. Kìa mình đâu có rạc. Tụi theo hai bộ đạo chung. Cũng kìa mình đâu có rạc. Chạy dài đi má liều chết chơi em khác chơi liều giữa đi mình cho mình cho thiếu nào nhanh đi em chơi với 30 phút nữa đi xuống dưới xí đồ vô lô đi không có đạn không có súng thịt anh á nó không mẹ gì mình dứt hết ngoài này nhỏ lút ra đụng má thấy súng không kìa. Ôi mà ba lô mà đó con này chơi ganh đó hai phần chuyện ba chủ hưng á hả chủ hết pin rồi đó. Nói lời không nghe toàn nói xíu à. Má không nói chuyện nhỏ không nghe. Chỗ này có người tú đòi. Ở cái nhà đó là cái nhà lúc mình đứng mình cam buổi tối đó. Nghe không à, chạy giữa đồng là nó cho 20 viên rồi đồng. Ông gan vô rồi trồn xe đạp không vậy? Đạp nhóm Ben luôn. Nó phe vật lạc. Lụ trần. Chưa đủ. Ai vậy? Có sai lệnh. Dễ. Uống xíu bữa nay đi học à? Nói là nó mệt chứ. Bữa nay nó nghỉ hả? Mày kiếp thức chi nghỉ học ba rồi má. Mày biết gì.
Đủ mấy thứ cần nghỉ rồi hả? Bên anh nó mệt nó nghỉ hay gì? Gì? Chiều nay đi học hay nghỉ? Thức đồn thức kêu cố vô nghỉ. Đi học đồn 10 rưỡi 11 giờ ngủ được. Với là nó chán chán buồn buồn rồi thức 1-2 giờ ngủ sáng phải chờ đi học. Sáng 7 giờ thức đang sụp miệng 7 rưỡi đi học. Tôi đi đi ba ông làm nhận giả hoài hết giờ còn 16 anh chơi ly chỗ má chỗ này chỉ bo mà đi đâu nào đi phát cũng ăn đạn như đâu hả. No fan fucking rap no fan chờ nào đồ má lên xe nó chạy đồ nó đang gọi tới cửa bệnh luôn á. Bài mà được xem rồi. Hả? Tôi chạy tốt bên kia. Chạy bò chỗ này hoặc là bò có gì bò chỗ ta nữa. Vậy mới đỉnh á. Thôi giờ rồi dễ đá gì làm đi được không ngồi không ai bắn chết đâu. Dễ gì bo chắc nó sẽ vô đồng đây này. Thoái xì rồi. Giữa đồng luôn, chơi giữa đồng luôn. Đụt nát nó xì rồi. Ở đây rồi đây. Nhìn túi rồi. Đụt nát. Cái xe nó đũa nó ghê ghê mà. Má cái thằng lộn nào chọc nữa. Họ nhỏng Ben rồi cho kìa. Nhỏng Ben rồi ngồi nào chứ. Nói được không? Anh muốn nghe rằng em nói thằng đêm. Nhưng cứ mình ta bên nhau. Khởi xe kìa.
Hay nữa à, hay nữa chạy nghe không? Bắn à. Gọi tên anh là cô đơn khô hơn khi nước mắt chẳng đủ cho đêm trôi. Gọi tên em là kỷ niệm bỏ quên là chúng cũ ta vẫn thương chung đôi. Bài hát cũ anh viết vội dù sẽ chẳng ai nghe. Mưa và ước và sao em có lấy tay che đi bao nhiêu vài tập buồn trong mắt. Gọi em nói kia bên tai dù đã lâu anh không nhắc tên. Em chẳng còn mơ trong khi say. Âm thanh bên tai như đau đớn. Ánh nắng đường tắt thì ai đã xa. Em bước nơi thảm người ta đại hoa. Nơi ta từng đến không còn cãi vã. Và nghe bài gì vậy? Cùng anh nha. Follow JT's journey to Minneapolis at PepsiHalftime.com. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi con ngang con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta và đời vẫn thế vẫn mãi trôi. Tháng năm dài, mình có đôi. Nói mẹ giống nghe vậy.
nhạc nó lớn lên. Ôi giời ơi, sương mù ôi ao không? Tìm á. À, chơi hát ba. Lên chưa? Mày nói thấy con mẹ gì đâu mà bay trời. Được chưa? Tao ăn mà lo để gì. Mà kéo này đi, nó này ăn chơi chơi này. Đúng. Ăn chơi là mày gặp mày. Má nó không thấy con mẹ hả? Ủa cơm ông không bà lặng đâu đó vậy? The burger people, they. Oh my god, that is so fried. They'll serve a Taco Bell near you. Sao lên xem được. Bắt theo luôn à. Tao bắt khách mày cứ ngồi đó mà chơi đi. Cái nhà này chưa lút. À kìa qua nhà đó đi. Qua nhà này. Cho đến cái dặn nhà hai đứa đeo qua đồ rồi. FPT ngon. Cái cửa này làm cái gì mở không được vậy? Cần ít này nọ đâu. Nó phải có M41 ta. Bạn có M41 không? Bạn có M41 không?
Dạ. À lúc đó có gì cái máy vậy? Biến hả? Ôi bay kìa, bay kìa. Trời. Ở chị mới kiếp đủ xí anh em không có mấy kiếp gì đâu. Từ đi rồi lắm mày kia cho. Lắm hết đi rồi đã. Làm lần này phải xuống bằng kia. Hết còn ba. Thế nào mày lúc đổi cái mày điện nha. Qua đây rồi. Ờ lúc bị bán luôn mày. Hết rồi. Thôi xong. Đó. Này thầy, hát thầy cưng. Đâu mé, giờ không có dễ như lúc nữa đâu. Đâu mé, căng hết cho anh coi nè. Mình đánh chấp hết. Sao hát cái này? Có bài hát mới mà là tao không update đó, cho nên là nó bị bắn. Sao giờ bắn sao giờ? Để đặt cũ nào. Kim cương hả? Ừ, đặt một. Hỏi cho anh, giờ em phải chấm sao? Anh ơi em phải làm sao? Em đi YOLO quá. Đâu vậy? Chết. Ba làm hàng nữa. Đồ em căng hết cho anh coi. Mình ăn chấp hết. Chi đủ nó rồi ngu. Mấy thằng Khánh nè, chuẩn bị Khánh như hành hát ba ngạc nè. Hành nãy mới hát đi tập 1 gì đó. Ừ, easy đủ má hồi mà cho mày đừng vừa đạp xuống hát ba nữa. Tao không chỉ ăn mà tao cũng bị ra bàn nè, không kìa. À, thấy thầy ra bàn mặt kìa không? Game giờ là chất lượng rồi. Game khó chơi. Trùng giọng chi rồi. Chị mà. Mẹ nó. Hai đứa nha, hai đứa đậu tranh. Chị gà dễ thương không? Mẹ không biết ngủ sớm đi học. Dậy thức khuya sao nghỉ học. Ảnh hưởng tới việc học. Tương lai đất của đất nước sau này rồi đương tương lai tôi đi học như này. Chào em chơi. Nói chơi mình đi. Dặn từ cái mày. Gì? Dặn ông. Ừ á. Trong đây cầm chảo tán cái đầu nữa. Dặn tặng quà đậu chí. Gà gì đang chung đang bắn sương mù mà. Vô qua chùm tầm chùm like thả láng chứ sao. Ừ. Mình coi đi cưng. Đúng không? Đúng không? Đúng không?
đi đâu vậy? Phải kim cương à? Phải là easy. Làm biến chơi đi. Làm biến chơi, làm biến bắn solo mình thôi chứ. Bắn solo mình kim cương easy. Solo mà. Bắn solo mình chán mới cứt. Đi ba giây tao ngồi đây ngồi hả? Hai ba giây gì vậy? Con lộn dưới chân hay mấy gì đây mà đụng nghe tiếng chân vừa bụp à? Xe lạnh hả? Có xe lạnh rồi bà ơi. Có hả? Full phụ kiện mà uống mọt rồi. Quen đâu quen. Đi. Ôi dễ. Ây da, ây da. Ủa sao nghe tiếng chân? Phát. Sao em mía vậy? Sao nghe tiếng chân đang chưa nghe tiếng chân, đã nói nghe tiếng chân bù bù đâu dưới chân mình rồi à? That's all they can do, really, just like fuck you, you embarrass me in front of everybody. That's okay. 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 Nó kêu em bằng bố mà. Em bố nó mà. Má, cậu thích bố nó nhiều lắm. Má cuối cùng đi. Còn mày nói ít đi không đâu. Bớt đi vào. Ủa nãy giờ mình chơi được 40 phút chưa? Bi nó kêu em qua liên minh chị nó chơi. Hôm qua đi. Để em nói nha. Để em nói khoảng mất tiêu bạc bạn ít đi đặng gì cái tao nha. Ngã hát nó đi đạo hắn kim cương nó cưng. Bạch kim, bạch kim rồi đó. Bạch kim nó cưng. Bạch kim của bạch kim vậy. Như dạng 1. Hết game này đi sấy đồ. Sấy rồi đó, không bấm, bấm nút để sấy, tự sấy gì phải không? Khùng xuống mới bỏ tiền vô mà lắm đó. Tiền vô rồi bỏ giấy thơm này vô, bỏ đế đồ này mà vô rồi bấm sấy, bỏ tiền vô sấy. Sấy 50 phút, hai máy. Má từ nào tao cũng tốn 6 đồng tiền tiền nhạc đồ vậy á, thiệt mẹ. Không mất 6 đồng đó là đâu có đâu cái gì đâu đúng không? Để dành được nhiêu ta? Họ không mất 6 đồng rồi đậu xanh nó không có đồ mặc á. Không mất 6 đồng nó không có đồ. Ơi ơi ơi. Ủa nó lắng em văng ra ngoài đường nhà luôn hả? Thịt vỡ. Bên đi không? Đi hả? Bên đi đây hả? Được, ném Winnie nữa. Cái này bây giờ là Winnie. Cứ coi là Winnie đi. Đó, Winnie được mà. Nè, anh lắc cái máy anh á. Lắc cái màn hình anh á, là Winnie á. Được. Ừ, nhé, bình thường với lại né được đạn này nọ. Xuống đâu đây đi. Tao lâu nó bị lên máy bay nó hay vậy. Cả cảnh đó mà.
fan. Những điểm đồng giờ nó giữ các bạn chót mày được nghe 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 bài Red Sky của Vivi Diu nhận this sản phẩm MTV. Sản phẩm mà mình đến sao mà rap này thì thằng Vivi Diu hát thật tồn nó rap của nó rap chơi trên lộn underground. Chắc nó có mấy mấy thằng underground mà chủ dịch đó chị Châu không ba luôn thơm còn gì ba luôn ba trong nhà luôn thơm. Có ra bộ ta phải ngồi con đau múc lại nhỉ. Chúng trên trên đầu mình kìa. Quốc nhau bên nhà ba tầng, bên nhà bên đó ừ. Mày bên kia kìa. Bên nhà ba tầng nào. Trời ơi. Bên luôn á. Đúng xa luôn. Mày dưới đường nguy hiểm quá. Má chê cái đầu. Mày bỏ quên. Ai cầm AK8 thề bà nội. Chúng đâu mình nói. Ai chạm xăng thì ghê ghê vậy. Ai dồn á. Đây cũng chạm xăng là nguy hiểm luôn. Đó là cái trường học, cái trường tiểu học.
Ê, ông Hằng nha, ông Hằng nha. Ê, nó bị gì á? Ê, gì á? Bắn đéo chúng mà thấy đéo nào. Xuống 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 xuống. Chúng xe chúng xe. Kìa rồi. Lớp nhà. Ôi, gì ba? Tôi lại xin lít đồn bằng cái lựu đạn. Đậu xanh á. Ủa mấy người mình nghèo phải kích. Ủa giáp ba. Để trả cái giáp cho tao. Tôi bán người giáp này. Mấy cái iPhone bắn không có bị nó báo. Còn chết. Khi đã rác là không bê đê. À, bài ông Cang nói mình chờ tay lết. Chúc chào. Cái bệnh, cái bệnh. Nổ gì, nổ gì thôi. Má giờ em bị kẹt trong trường học rồi, không chạy được, đụng má mắt yếu quá. Ơ, ê. Má như thằng gì đó, thằng gì mà chỉ 43 kêu đang bắn buồn yếu. Hôm qua, hôm qua. Cái supply giữa đồng giữa đường thôi vậy rồi vậy rồi vậy que 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 để thấy đâu á. Ôi chừng chừng tới đây này nó đứng đâu vậy. Bên giữa đường á, đứng kế bên anh. Con chiến nó chưa vậy? Chưa, yếu rồi. Cái thấy nó đâu rồi, nó đâu rồi? Đến nhà rồi. Nhà nào? Bao tặng hả? Nhà gần ở giữa đường á. Nhà hồng á hả? Kìa gần thấy nè, thấy nè. Nhà hồng chứ mà em là nhà hồng chứ mà em nè. Hai lần, hai lần. Ây da, trời ơi. Dạ. Mẹ. Xong rồi. Ốc chó đây. Fucking shit. À nè. Chơi đi được không đi xếp đồ.
đụng mà thua hả? Lúc đó tao cần hai, một cái hành thai gì hả, lúc hai cái đầu. Thành gà với cặp đi chơi mà là từ chờ chút. Đồ xong thấy đồ xong qua stream Liên Minh. Mà stream Liên Minh lắng lắc lắm. Anh stream mấy má anh mạnh à. Em lắc lắm. Anh được. Khỏi chị em qua chị Yến Bi chơi em. Em anh qua chị Yến Bi chơi. Chị Yến Bi nó chơi đậu xanh á. Hơi cỡ này mắc cười nè. Hay mắc mới à, tự hơn này. Dài bò lên 7 mét, 8 mét á. Hơi cỡ thì đánh mắc cười lại kích. Có viên tương thi của ông gì đó. Chắc chắn hả? Ừ, đúng đó. Giờ ông chết rồi. Ừ, mà ông chết rồi, rồi giờ ông chết rồi. Ông là ông là chỉ là người cốt. Em thích coi phim mà gửi của mình ông đóng làm thư sư cho trong thì hay á. Má đi coi này. Mắc cười bạn, đánh mắc cười. À ông sao? Giờ Mày nào ba kêu nha. Ờ, chịu cũng được rồi. Đây kìa, chứ bây giờ chỉ A là bài nha. Chưa giáp. Đây là cái hệ động đi dùng. Chấm 2 nè, chơi chấm 1, chấm 1, chấm 1 giống á. Chấm nãy em lấy á. Ừ.
Ê, có thằng kìa, có thằng kìa, có thằng kìa. Ai là bà? Mắng chúng thì dính nhiên. Kệ đi, kệ đi, kệ đi, kệ đi, kệ, kệ, vừa lại. Được, để kệ được, nhìn nó ứ mắt. Làm gì mà? Còn mới ra đâu à? Mới đây đâu, tiêu à? Kệ còn thằng ở trại bên kia kìa. Còn mấy mới đây mất tiêu rồi. Có xe nổi nè. Nãy chờ đồ chưa có nhiêu chứ. Để giống cái bí hôn đó. Cái bí hôn cho lúc cái bắn với xe. Bí hôn trong này bắn gì cả. Chừng mẹ rồi. Bây giờ nó kết thúc mắt cài. Chừng bãi từng viên từng viên. Nhà bà tặng nó có ai chứ? Mà không liền. Mày biết xuống nhầm xăng kìa. Thôi lúc nào ấy, nhà bà tặng ngon lắm. Nhầm xăng đổ máy lâu lâu, ít tá, ít bốn nhiều hơn ba. Nhà bà tặng đủ máy đi xuống, mày lướt từ từ xuống. Lúc hai kia mày xuống chấp đâu, đi. Chanh. Càng gì gấp. Càng chép có mê kiếp đéo con mày. Hả? Chưa có mê kiếp nè, chưa có nước, chưa có gì á. Nước mà. Má dồn lụm chân tôi. Trông. Hai dòng xăng. No bad fucking rap. No fuck. Để đứng đầu đến chị. Mình cũng tạo được những sự có gì. Tôi có nghĩ là anh em như mày đã cùng tao. À, nhưng mà khi mày mất dài thì tao không biết mày là ai. What the fuck, tôi không quen. Tôi không quen. Đừng nói chuyện thân thiện. Vậy biết tao tôi không quen. Đừng nói chuyện trong sân lớp của tao như vậy, tôi không quen. Ông Ken hỏi thằng này là ai, tôi không quen. Ai là Nguyễn Vũ Sơn hả? Không quen. Nguyễn Vũ Sơn là ca đúng không? Giống như vậy. Biết. Na đủ má, na chưa rồi. Na quá khứ rồi, na giờ. Mấy đứa phải làm ra một cái nào mình tệ sao? Cái này sao cho anh không? Ai hàng gì? Chia miếng à? Súng đeo có hàng, có đạn chục cho anh rồi đổ ai đeo đeo miếng. Có súng không có đạn chục cho anh, đậu chanh. Súng nhầm xăng, súng nhầm xăng. Nhiều ngon lắm. Thì chết. Thì chết cặt á. Sao dễ thủ quá. Có sao chưa? Thì sẽ làm cả đêm kia đó. Chưa dạ. Chưa về số gì chứ. Khi về số qua nhà anh kia kìa, nhà đầu anh kia kìa. Tham xíu là chỗ này nhiều nhà lắm đấy. Mày dám, mày dám, mày dám.
Đâu, má vừa vô á, nó bước nã hai viên như đầu mới vào rồi, u nó vào đi luôn á. Rồi tại mấy tiếp nước trong nhà sẵn là bạc mà. Bạc chặt rồi. Rồi nghe bà đặt thì cứ hắt. Đẹp đó. Này em thấy nước luôn đây. X8 luôn đây, ngon, chào anh em ơi. Ừ, nó lựa chọn nhà quá được. Chào ơi. Nó chưa luôn. Mày dậy luôn hả? Nghe coi đâu. Đang tự lướt nhà đó đó. Nhớ mày rồi. Đúng để cho mày phải thiệt thôi. Hỏi ra tôi nghĩ ăn cái sự kiện ở cho cái bốn. Còn dữ không? Dữ. Đưa đây. Cái bốn này đụng mát xảy 8 khóa. Em lướt nhà đó rồi. Ủa nhà xanh anh lướt chưa vậy? Nhà chưa lướt mà. Ủa vậy hả? Ủa cái bốn xong làm được. Mà đây mẹ tao đi mấy con không kìa. Cái này giờ nó đạp chậm hơn lúc hơn 50 km/h còn nói gì nữa ba. Để cứ bật đèn thả được gì vậy? Ờ chờ lúc chưa ta? Chưa chưa thì quên chưa lúc rồi nè. Lúc nhà bên trái thì lúc nhà bên phải nha. Kì kì ok con đồ kì. Rồi chỉ cần ít thôi chứ không cần đạn nữa. Em cần đạn nè. Con mới 100 mấy gì. Hay chút nhập cũng được. Hay có mở một trời ơi. Gì đây nè. Thành thành anh để em giết cho. Tiếp hay bắn đủ má quen tay bà. Quen cạc. Bị bố đánh nè. Mày bỏ đi đâu mà dạo gì. Dạo con cả mình để. Lấy 4 cây bằng FPT.
Được rồi. Chưa nhà xanh chưa lúa. Nhà xanh chưa lúa. Bây giờ lo lúc đồ mấy con máy. Vào được mà. Dạ. Yeah. Máy mo này cũng thốn thốn mà. Mày biết bò máy chưa? Bò máy. Cái này là bò ba. Mày hát thốn. Rồi uống nước rồi. Có mì kít trên lầu à. Ui đạn. Ủa sao lại xe đạp báo cho. Xe đạp nào. Nó chạy lại đó chứ đâu. Đâu có đâu. Cái xe đạp mày là cái dạng nhỏ kìa. Không lụm đi. Để anh tôi chạy ra khỏi bờ rồi. Chạy đâu hả? Anh vé số lên. Thế chưa giết được kiểu nào luôn. Mày sức lai trước mặt đi. Sức lai nó ghê ghê, có cái nhà ba tầng kế bên luôn. Mày sức lai thác luôn. Má 500m. Cảm ơn. Chưa từ từ. Đâu mà mày nguy hiểm anh. Có đồ không? Lướt chưa? Lướt chưa? Lướt chưa? Lướt chưa? Ơi. À dư nó bị đờ cái bò. Nguy hiểm lắm á. Dừng xe đây được rồi đó. Thấy gì vậy? Không em đâu mà. Thấy gì là không lắm. À, gió thổi yêu hiu quá. Ghê vậy. Mày tao chạy xe không? Hả? Mày tao đang đạp xe không? Không. Mày đứng chỗ mà. Ghê vậy. Thôi bỏ supply đi anh ơi. Vô bò đi, vô bò đi. Đi đi đi, vô bò, vô bò. Anh lại có baguette sao ta? Bỏ đi, thì cần đéo gì baguette. Vô bò đi. An toàn là trên hết. An toàn là bạn nha, tai nạn là thù hả? Ừ, đúng rồi, không có Việt Nam đó. Kiểu Việt Nam mà. Mà vô bò đâu vậy? À, bò bên mình, ngon. Thôi qua sông. Thì có nhà ba tầng nha. Đến xong thì cứ vô. Đây cũng trước mặt mình cũng có cái nhà ba tầng. Ờ, à, muốn sống thì đừng có vô ha. Nãy xếp lại trước mặt luôn. Cái tay em tắm. Đào, đào, đào. Không cái gì á. Ờ, nước sau cục đá gì á không? Cái xe, chiếc xe à. Chiếc xe mà nước sạch đá là đồ mới có người đó. Ôi mắm lộn gì rồi. Đi sai sai mày ơi. Xe nó sai sai. À nó chưa làm chết bằng chết bằng chết. Ồ. Máy sao mà yếu á. Buồn ỉa quá. Đi cầm sạch xong à. Máy tê tay quá. Mấy thằng đi xong nó bơi là tớn được tiếng lớn lắm. Nghe được chưa á. Ờ, cái úp đắt, cốc đắt này nè, cốc đắt này nè. Cốc đắt này, cốc đắt nè. Đây, có chiếc xe, có chiếc xe, bây giờ. Rồi, rồi, rồi. Bạn theo gặp. Nghe thôi. Thank you.
quá bò nó thốn cả anh ơi. Còn dư có dư nè. Đi xe. Làm gì vậy? Đi xe kế bên à. Kế bên em nè. Vậy. Giở công gì đây? Có bờ em thằng bên nhà xanh nha. Kìa nó đứng như cửa sổ kìa. Có thằng bơi kìa. Có thằng bơi. Em cũng không thấy nữa mà nghe tiếng bơi. Rồi luôn, bể đầu rồi. Ba đét hả? Đứng đâu vậy? Ai thì chịu nói gì cả đớp. Đứng đâu vậy em không thấy nó. Đâu? Trong cái sổ mày vô. Rồi đây là ơi có hàng dưới chạy bên đây. Ơi có hàng dưới. Hướng sao bét. Thằng lại là xe á. Đâu rồi nãy thấy bắn em đâu rồi. Bây giờ mà để nó nào mày bị giờ nè. Vậy gì nãy được em núp đi xem nó được. Cái chỗ đó là cái chỗ nãy tao chết á. Ôi vậy hả. Cái đó bắn rồi, bắn rồi. Tụi cái cây gì vậy? Cây. Đứng ngoài bò luôn á, bò là ngay chỗ thằng bài đét á, mình phải qua bển á. Anh này kia đi lên cầu chơi. Nãy mới giết thằng bên hướng đó. Mới bắt đào chú á. Đấy cái thằng lô bài đét rồi, đụng má nó bắn một cây, bể thì dám hại. Ai cái thằng bài đét ở ngoài bò. Dạ. Nhưng mà đét rồi. Kìa hả? Không phải. Ê, kìa nó chạy. Cái đéo đâu? Sao cái cây? Không thấy. Cái cây.
40 hay 50 nóng. Má thật sự đéo thấy luôn á. Nào vô bò. Ăn cái đầu mình đó. Má hàng luôn rồi. Bắn nó đó, 2 rồi. Vô đụng má mày chết đó. Giật quá, cái súng giật quá. Nước sao cây 210 á, nước sao cây 210 á. Ê, rồi, cái núi, ây da, rồi em thấy nó hơi nặng. Bắn em yếu luôn rồi nè. Né đạn né được chút. Thật bạ. Con má là tiền thắng. Con thấy thiệt, mắt yếu mà. Bố mày quê. Đau má đi. Đừng nghĩ là kìa. Có lần mình hả cho tiếp. Tiếp đi. Cái bé bi gì quá luôn. Bi hồi sao? Mắt tím môi đỏ mặt xanh lè. Giờ stream được mấy phút rồi? Tiếng mấy rồi? Game nữa rồi nghĩ mệt xíu rồi giặt hồi xấy đồ xếp đồ xong rồi chờ mình đâu giờ gì rồi
mà quỷ đó. Đúng rồi, 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 đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Có thằng đầu em nữa. Không phải không, có thằng đầu em không? Ít á, đi qua cho đâu cho nó xa vậy, qua bên hướng ít nè. Nè đậu cái bên luôn nè. Ở qua lối nhà gỗ được luôn á. Kì đi chị, máy xuyên nghe kế bên vậy. Họ đeo xa lắm. Nhà đâu luôn kìa, nhà đâu kế bên đường kia kìa, hôm qua gửi một lúc đi. Ôi, bẻ nào vậy? Ủa. Đậu hoài đi. Nó phải đậu luôn. Mua hai nè. Anh như nãy giờ tôi nó tao lấy ba lô của mẹ. Cho ông đi bộ luôn đi, đâu mà tôi đi. Ai nó cứu rồi thằng cầm đi. Ai là em mới đẻ cầm nó chung chiến này được mà. Rồi đéo được, đéo cầm được. Mày nói ông nào đối xử với tao như vậy. Đối xử hết ha. Quan tâm. Ok, mà muốn một thôi rồi. Nghe chả muốn một thôi mày. Chào mày ngay. Kéo. Đã dời. Nghe anh. Nghe không? Giang bà hoài. Ôi. Mẹ dành đồ tao. Gơ ở BD nè. BD ngoài á. Mẹ chẳng ngủ. Một thằng mày đưa em cái gì? Cả cái gì? Đồ mẹ. Ba con hồ lô trong thẳng luôn. Tím màu gì đó sạch lè. Ờ, cho trong mày là lúc chơi trên đi chưa mà đúng không? Đây nè. Đây đây nè. Đi đâu đây nè, lúc chơi. Rồi, mình lướt rồi mới đi qua đây nè ba, mày điên hả?
chỗ mình lướt đầu tiên luôn á. À đúng rồi, ở quốc gia trên này. Đồ máy lên rất vui không? Nha. À, được rồi, được rồi, được rồi. Ở kế bên luôn kìa, 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 đứng nghe hàng rào rồi. Nó bắt mình đó. Gì vậy ba? Đang ngồi nữa. Đụng câu nguyên mấy đâm cây kề kế bên luôn kìa, đứng nghe hàng rào rồi. Nhập đi. Con gấp vui lắm. Em muốn băng cơ. Nào có em tốt đi, là tao gấp vui liền luôn, nếu nói nhiều quá. Đâu, em buồn, em gấp vui hả? Mà anh lùa thế. Nhiều hơn vậy. Tôi ngồi trên xe mà giờ sao tao mất máu được cô? Xe mất máu vậy thì mất máu được. Mất hiểu rồi. Tại mất hiểu. Và tặng như chưa lút. Đứa nào lút gì vậy? Chưa. Thấy bị đi rồi. Go. Bây giờ. Nếu thấy bị đi. Alo hai đây nè. Ngã thiệt luôn mà đi lốt đồ không cần ba lô luôn. Kinh tế. Mất tiếng màu gì đó. Chẳng đi. FPD nữa à? FPD, em có FPD rồi. Lụm cái hay không là kiểu nó mắc ỉa thiệt luôn á. Có hàng nhà gì kìa? Không. Nhà không. Ai có người đúng rồi, có người đúng rồi. Còn nãy thấy cái đầu nào lên lú ra. Đúng rồi trời. Nãy ghê nè, đậu xe cho đẹp nha. Ờ tiếng chân kìa. Phải lơ không? Ủa, nó phát. Được đau luôn kìa. Nó đâu còn á, nó mới đâm đau à? Chết rồi. Ủa? Trời ơi. Chạy bừa cũng dính luôn hả? Really? Ủa gì vậy? Chuyện kia núi, bên kia núi. Hả? Chạy, đi vô biển á. Mấy cái đầu mình được không? Nãy cái lồn gì vậy? Ngày cũng bể đầu luôn rồi, hiểu cái do nữa. Đừng như vậy ngồi chứ ra đâu, bờ. Đừng như vậy học, đụng má chạy vào không, má chạy luôn, má là vậy đi, trời ơi, đụng má chưa nổi. Quá, má là phát cái. Đụng má cho tao chạy vừa, tao nóng đầu, kìa sao kìa tao đi khác luôn vậy. Ê, chụp lại dưới đồng. Má, chụp lại vậy kìa. Má mình đi ba. Chạy vô cái nhà này, tao núp cái. Em cũng vậy đâu á. Anh đi chụp
đúng rồi, vô đây là hai thằng của nha. Càng đi. Hắn là vừa lại là mới sắp lại rồi, má nó thay thằng rồi. Trời ơi, anh quẹo ngược lại như anh kia đậu xe đèo đèo nha, đừng có quẹo đâu chết đó luôn. Ai cũng đã hiểu gì được. Bồ nó. Nó kinh quá mà. Kẻ sắp lại rớt nữa nè. Ôi tiếng xe. Tiếng xe, tiếng xe, tiếng xe. Đâu đâu đâu. Rồi lút lút đâu nha. Ồ. Nhà nào nhà nào. À, nhà hồng, nhà hồng, nhà nhỏ, nhà nhỏ. Bắn gì vậy? Thấy. Xa lắm. Có hàng giảm xăng nữa nè ba. Ủa trên đây dạng ra phòng nhiều lắm nè, ra phòng nhiều nhưng mà đúng có hàng cái bên nhà mình kìa. Mấy mắt yếu quá nè, ở nhà hồng ấy hả? Cái bên ở nhà nó nói ừ má à tôi cũng bế nhau luôn á, má bị nhiên anh tiên lúc đầu kìa để biết gì bị nhiên đủ má mặc gì thì ok má tầng bác nhật ba. Mày có cái bơm gì không? Có bơm đủ bơm gà. Ơi. Ui. Ơi. Trường hay gì mẹ? Trường đúng rồi. Xe rồi, có xe rồi, xe chạy lại rồi. Kìa kìa, nó rước bồn nó kìa. Hai thằng xe kìa, hướng trường á. Ý. Thấy không, chạy lên mình rồi. Má thật sự mắc ỉa lắm luôn á. Má đúng nghe rồi này. Nghe rồi, thôi thôi, mình không quýt đâu. Quýt mình quay vô bò đó. Lên không, lên không? Lên rồi. Ngang qua, đứng ngang qua cái nhà nó dễ bắn. Kiểu hàng đứng sau có cây kìa. Không. Có cây hướng sau.
stream này giờ mấy tiếng rồi? Tiếng gần 2 tiếng rồi. Thôi tắt stream rồi.